Lời nói đầu tiên cho em gửi vài lời cho ba mẹ em ở quê ha. Em cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Tiếp thêm đam mê cho em. Và cuối ngắn gọn là thương ba mẹ rất nhiều. Là ba mẹ cho tiền à? Dạ, ba mẹ cho tiền. Thì cái cảm xúc mình khi cái con xe đầu tiên mình mua đi, mình nói chia sẻ lại cảm xúc cho anh em xem cho Lần đầu tiên đến đây á, thì nhìn xe cái khác trong hình anh Minh gửi, nó mới hơn, nó đẹp hơn, ngắn gọn là ngon lắm anh em, xe ngon lắm. Chụp hình chung với lại H2. Quay trở lại với kênh của mình Maker. Sáng sớm mới ngủ dậy à, thì tự nhiên có ba anh em đứng trước cửa, tưởng là chủ nợ đòi nợ không ạ anh em. Tóc vàng, đầu đinh, đây tóc bình thường. Thì sáng đứng trước cửa tưởng là đòi nợ không ạ anh em à, tưởng thiếu nợ ai quên trả. Cuối cùng dậy là gõ cốc, anh Minh ơi em tới lấy xe luôn. Đó là anh lấy con GXX đó. Anh em coi, thấy chưa? Là em ở đâu? Ở đâu tới? Em ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp luôn anh em. Là mấy anh em ở xa tới ở Đồng Tháp. Thì anh tới anh lấy con xe này thì mình đã nãy giờ là mấy anh em mình ngồi đây là cũng phải 2-3 tiếng rồi. Là ngồi chờ chết xe này nọ. Thì con xe á nó có gãy một cái bát, là mình đi làm bát lại cho ảnh, bát phía trước á. Đó, xe còn máy móc tình trạng mình mở ra cho anh em ở dưới quê nó lên nó coi luôn. Ở Đồng Tháp là cũng là thành phố mà đúng không? Thành phố Đồng Tháp. Không anh, tỉnh. Tỉnh Đồng Tháp à, tỉnh Đồng Tháp. Rồi, thì con xe này mình hỗ trợ rút gốc cho anh em. Thì ảnh có tâm sự là đây là thằng anh, đây là thằng em. Thằng anh là chạy Yamaha, thằng em bây giờ mua Suzuki. Còn đây là anh hàng xóm là chạy Winner. Rồi bây giờ mình ra xe đây. Ra xe. Thì đây ha, đây em cao mét nhiêu? Dạ 1m62. Mét 62 mà đi GXX là rất là hợp lý nha anh em. Con GXX là từ 1m55 đổ lên là có thể đi được, không cần hạ phục. Ví dụ như con R15 bên kia là em phải mua cái bát hạ phuộc xuống. Nhưng mà một khi em hạ phuộc là nó bị mất cái form đẹp nó bị thấp xuống. Con này đúng form đó. Thì anh giao chìa khóa cho em là nãy giờ anh đã hướng dẫn hết toàn bộ đúng không? Dạ dạ. Rồi thì sao ta? Giờ test thì cũng test rồi. Bây giờ mình ngồi thử cho anh em coi đi. 1m6 ngồi con GXX. Đó, em quay vòng cho mọi người coi con xe đi. Mình đã hỗ trợ rút gốc cho em luôn nha, cho thằng em ở xa tới. Đó. Từ Đồng Tháp chạy lên đây, ba anh em siêu nhân. Nhìn này giống đóng phim siêu nhân hồi xưa mà gao xanh đó anh em, đúng không? Gao xanh. Này là gao đen. Này gao đỏ nè. Sao? Quay xe cho anh em ngắm chưa? Mình mới ngủ dậy luôn, chưa thay đồ luôn, mặc bộ đồ này quay cho anh em luôn ha. Rồi. Đó, mọi thứ là đều trong tình trạng hoàn hảo nhất. Nhớt cũng mới, nước mát cũng mới, cái gì cũng mới, nước sơn này mới luôn, thấy không? Nhìn không bóng không? Một con xe cũ. Ở đây á là mình nói luôn cho anh em luôn ha, thì một cái con xe cũ á thì đương nhiên nó phải có chầy xước, nhưng mà mình cố gắng kiếm cho anh em một con xe cũ mà nó mới nhất có thể, chứ không phải là có nhiều anh em hiểu lầm á, kêu bắt mình mua xe cũ là phải như mới à, rồi lỡ nó chạy xíu nó sao xe lại chạy. Thì thực chất nó là xe cũ mà, xe cũ thì giá nó rẻ, nhưng mà cố gắng nhất có thể cho anh em là được cái con xe để anh em chạy về cảm giác nó như mới, cảm giác nó không có hư vặt hỏng vặt đó. Đó là cái mà mình muốn cho anh em, chứ không phải là anh em mới ép buộc là mua xe cũ phải như mới nha, không có ấy đâu. Thì bây giờ mập bên xuống cho ảnh ngồi thử cho mọi người xem kênh xem, để mình có chiều cao thì từ 1m6 đổ lại thì mình có thể đi con này không nha. Rồi lấy hai ốc bên ra luôn. Rồi rồi ngồi đi. Đây anh em thấy không, đây là một bạn ở Đồng Tháp mua xe, ngồi 1m6, ngồi xe rất là thoải mái, rất là ok ha. 1m55 ngồi vẫn được. Máy xu thì rất là mạnh, rất là bốc. Rồi có
cảm nhận gì khi mình mua xe thì mình nói về suy nghĩ để lúc mà mình mua xe á, cứ nói thoải mái. Rồi, nói đi. Lời nói đầu tiên cho em gửi vài lời cho ba mẹ em ở quê ha. Là cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Tiếp em đam mê cho em. Gì nữa? Lời cuối ngắn gọn là thương ba mẹ rất nhiều. Là ba mẹ cho tiền à? Dạ, ba mẹ cho tiền. Thì cái cảm xúc mình khi cái con xe đầu tiên mình mua đi, mình nói chia sẻ lại cảm xúc cho anh em xem kênh để em biết. Lần đầu tiên đến đây á, thì nhìn xe khác trong hình anh Minh gửi. Nó mới hơn, nó đẹp hơn. Ngắn gọn là ngon lắm anh em, xe ngon lắm. Nè, bây giờ anh muốn em chia sẻ thêm một cái nữa là cảm xúc khi mình cái con xe đầu tiên mình mua, cái cảm xúc đó, nó sẽ như thế nào. Cho nên mình muốn nghe những cái đó thực tế. Lần đầu tiên gặp xe thì lần đầu tiên em chơi dòng này luôn á. Thấy là lần đầu tiên ngồi xe rất là rung luôn. Xe quá êm mà anh. Lần đầu tiên là chạy rất là rung đúng không? Dạ, rung bánh không ạ? À? Dạ. Rồi. Dạ còn rung. Em cầm bao tay nè. Dạ. Với lại cái lọc nhớt là để sau này mình xài. Anh cất rồi, cất trong vỏ em rồi đó. Dạ. Rồi, có con xe ngon rồi ha. Dạ. Rồi chìa khóa là nãy giờ anh hướng dẫn xài hết rồi. Mọi thứ chức năng anh test ở đây đều ok hết nha. Nãy giờ anh test là có mấy anh em đều ok hết. Không thôi, lỡ không ok là trời, sách đi mua xe mà dắt theo đàn em lỡ. Có xe có chuyện gì là nhiều đòn quá. Lỡn thôi. Thì nãy giờ anh đã test từ đèn đuốc rồi hết, ok hết. Cái nào không có ok là anh đã fix lại hết luôn. Thường là người ta mua xe cũ thì đương nhiên nó những chỗ đó nó sẽ bị lỗi, người ta sẽ không có chịu trách nhiệm, mà anh là kiểu như là nơi đứng ra để cho anh em chơi xe thì anh ok fix hết mấy cái lỗi đó cho tụi em luôn đó. Để cho tụi em có một con xe tâm đắc nhất có thể để chơi lâu dài. Còn những cái mà anh dặn hồ sơ gốc rồi đó, gửi hai bộ số khung số máy. Hai bộ cà số khung số máy, cà rõ nha, đừng có bị mờ nha. Hai bộ cà số khung số máy, một cái cà vẹt xe, một cái bảng số xe, lại hộ khẩu photo, chứng minh photo gửi lên cho anh để anh đi rút gốc. Vậy là xong ha. Để anh nói trong clip luôn để cho em nhớ, lỡ em có quên thì em coi clip. Vậy là xong rồi đó. Rồi giờ về thôi. Còn cái chìa khóa xe mất cây á thì hạn chế đừng để mất. Đúng không? Rồi bây giờ xuống cho giờ mấy giờ ta? Giờ này tất tầm 1 giờ quá anh. 1 giờ rồi, giờ anh em về á. Giờ mấy anh em mình đi về ha. Rồi giờ chạy xe xuống về. Rồi cảm ơn mấy anh em ở xa đã tin tưởng. Nên mình cũng cố gắng cho mấy anh em có con xe đẹp nhất có thể để chạy ha. Nãy giờ em biết quên gì không? Quên nha. Quên gì không? Quên cái đó là rồi. Rồi cái bàn đó mình sẽ sau. Anh em biết quên gì không? Thì anh em coi clip thì anh em hãy comment dưới quên gì. Rồi bây giờ tụi mình tranh thủ mình cũng đi ăn cơm, còn cho mấy bạn về để kịp chờ. Rồi vậy đây. Hãy ba anh em nhiều nha. Nhớ like và subscribe cho Minh để mau lấy nút vàng. Lấy nút vàng nhiều thì kênh có tiền nhiều thì tặng quà cho anh em nhiều nữa, đúng không? Rồi.